Nhà chức trách Mỹ xác nhận chỉ có duy nhất một vé trúng giải độc đắc sổ số, số Powerball kỷ lục trị giá 2,04 tỷ đô la Mỹ và chiếc vé ấy đã được bán ở Antadena thuộc bang California nơi có đông người Việt sinh sống ở Mỹ. Đây là người trúng giải độc đắc lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử sổ số, số Mỹ. Giải độc đắc Powerball kỳ này đã vượt qua mức số tiền thưởng 1,586 tỷ đô la Mỹ vào năm 2016. Người thắng giải có thể chọn nhận toàn bộ tiền một lần hoặc nhận dần dần trong 29 năm. Giải thưởng khổng lồ lần này là sự tích lũy của 40 kỳ quay thưởng liên tiếp không có người trúng kể từ lần gần nhất có người trúng giải độc đắc sổ số, số Parabol vào ngày 3 tháng 8. Tỷ lệ trúng giải độc đắc lần này là 1.292,2 triệu. Để so sánh về độ khó nhằn của nó thì có thể hiểu rằng bình thường tỷ lệ con người ta bị xét đánh là một phần một triệu.